Cách thiết lập chế độ chống thoát ngược lên lưới Zero Sport với đồng hồ thông minh Energy Meter trên biến tần SMA. Trong chuỗi video mẹo công nghệ này, Litaco chỉ cho các bạn biết cách thiết lập khống chế thoát ngược công suất lên lưới Zero Sport hoặc giới hạn công suất trên SMA dành cho bộ biến tần có Wi-Fi tích hợp đối với các biến tần chuẩn LAN tương tự. Trong suốt quá trình vận hành cho biến tần SMA, với đồng hồ đo năng lượng được kết nối trực tiếp với chúng. Sau khi kết nối biến tần với mạng không dây, mở trình duyệt và đăng nhập với tài khoản người cài đặt. Sau khi hoàn thành cấu hình biến tần, chúng ta qua bước tiếp theo là cấu hình đồng hồ đo năng lượng. Ở bước này, đảm bảo rằng đồng hồ đo năng lượng đã được kết nối trực tiếp với biến tần. Nhấn vào Save and Next. Để giới hạn công suất hoặc chống thoát ngược lên lưới điện chế độ Zero Sport, ta cần cho phép việc quản lý tại điểm nối lưới. Vì vậy, ta chọn On. Ở đây cho chúng ta thấy được công suất định mức phóng viên của biến tần và có những ô dữ liệu để giới hạn công suất. Trong ví dụ này, chúng ta sẽ giới hạn đầu ra theo giá trị phần trăm nhập vào ổ trống giá trị mà bạn muốn giới hạn. Trường hợp này, mình chọn 33,3% tùy thuộc vào yêu cầu của thỏa thuận đấu nối. Bạn phải cấu hình cài đặt dự phòng. Trong trường hợp đồng hồ đo năng lượng bị mất kết nối với biến tần, nó sẽ được mặc định công suất đầu ra bị hạn chế. Trường hợp này, mình sẽ cài đặt giá trị này giống với giới hạn công suất tiêu thụ. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt giới hạn công suất theo watt. Trong trường hợp này, chọn chế độ hoạt động của giới hạn công suất theo watt. Ở đây, mình có biến tần Sunnyboy 1.5 có công suất định mức là 1.500W. Ví dụ, mình sẽ giới hạn công suất ở mức 500W, tương tự với giới hạn công suất dự phòng. Tùy thuộc vào thỏa thuận đấu nối của bạn, bạn cần cấu hình giá trị này bằng với giá trị giới hạn công suất. Đối với dòng biến tần SMA khác, quy trình thực hiện tương tự. Ngoài việc kích hoạt quản lý tại điểm đấu nối, bạn cũng cần phải bật giới hạn công suất và điều khiển hệ thống. Trong phần này, bạn có thể cấu hình cho chế độ dự phòng. Ví dụ như trên, mình đã giới hạn công suất đầu ra là 33.3% công suất định mức. Mình sẽ cấu hình chế độ dự phòng sao cho phù hợp. Chúng ta tắt chế độ phát ra lưới 0%. Sau khi cấu hình xong, nhấn Save and Next. Ta có thể thấy, ở đây chế độ giới hạn công suất đã được kích hoạt. Ví dụ, nếu có một số tải được hoạt động, công suất phát ra sẽ tăng lên. Chúng ta có thể nhận ra rằng, biến tần có thể tăng công suất phát ra để đáp ứng cho sự gia tăng nhu cầu này. Tương tự, nếu như một số tải ngưng hoạt động, đồng hồ và biến tần sẽ phát hiện điều này và quay lại điểm giới hạn công suất. Bằng cách này, bạn có thể kiểm tra bằng cách tháo đồng hồ đo năng lượng ra để đảm bảo rằng chế độ dự phòng đã được cấu hình đúng. Bây giờ, mình đã hoàn tất việc cấu hình giới hạn công suất của biến tần. Nếu bạn quan tâm hay có thắc mắc, hãy để lại comment bên dưới hoặc liên hệ qua hotline 1900252527 hay website litaco.vn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở video tiếp theo.